Long đẹp trai lần đầu khoe vợ mới trong tiệc đầy tháng cho con, nhưng đây mới là điều gây chú ý. Sau một tháng thông báo có con với vợ mới, mới đây diễn viên Long đẹp trai đã tổ chức đầy tháng cho con gái. Bên dưới bài đăng cũng có nhiều sao Việt để lại lời chúc đến nam diễn viên. Mới đây trên trang cá nhân diễn viên Long đẹp trai đã đăng tải loạt ảnh tổ chức đầy tháng cho con gái. Diễn viên Long đẹp trai viết: "Đầy tháng rồi chúc con ăn nhanh chóng lớn nha." Bên cạnh đó nam diễn viên cũng chú thích tên con gái là Vũ An Nhiên. Loạt hình khoác khấu khỉnh bụ bẫm của con gái diễn viên Long đẹp trai đã thu hút sự quan tâm từ netizen. Nhiều sao Việt cũng để lại lời chúc tốt đẹp nhân dịp đặc biệt của con gái Long đẹp trai. Diễn viên Hoàng Mèo viết: "Đáng yêu và mãi xinh xắn nha con." MC Đình Hiếu nhắn gửi trộm phía chúc bé mau ăn chóng lớn. Trước đó vào tháng 7, sau tháng thông báo ly hôn, diễn viên Long đẹp trai đã chia sẻ chuyện có con. Theo đó, anh khoe ảnh nhóc tì trên trang cá nhân kèm theo lời nhắn gửi: "Chào con gái, chồng mừng con đến với ba, yêu con." Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã nhận về sự quan tâm từ cư dân mạng, nhiều netizen để lại lời chúc mừng đến Long đẹp trai và bà xã. Bên cạnh khoe khoảnh khắc của con gái, diễn viên Long đẹp trai cũng cho vợ mới lên sóng. Nhan sắc cùng vóc dáng bà xã Long đẹp trai đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Theo đó, Long đẹp trai xác nhận anh và vợ mới tổ chức lễ cưới với quy mô nhỏ và kín đáo tại Ninh Thuận. Long đẹp trai cho biết sau lần đổ vỡ với Viên Nga vì không muốn làm tổn thương người cũ, con trai và gia đình vợ cũ nên giấu kín thông tin, đây được xem là lần đầu tiên nam diễn viên cho vợ mới lên sóng với cộng đồng mạng. Hồi tháng 3 năm nay, thông tin diễn viên Long đẹp trai và Viên Nga ly hôn sau nhiều năm bên nhau khiến nhiều khán giả bất ngờ. Dù ly hôn, tuy nhiên mối quan hệ giữa nam diễn viên và vợ cũ vẫn tốt đẹp, tôn trọng và xem nhau như anh em. Long đẹp trai và Viên Nga cũng cho biết cả hai luôn cố gắng để làm mọi thứ bù đắp cho con. Diễn viên Viên Nga và diễn viên Long đẹp trai là những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình từ sân khấu kịch, phim truyền hình, game show. Năm 2015, diễn viên Viên Nga kết hôn cùng diễn viên Long đẹp trai, cặp đôi được người hâm mộ yêu mến vì luôn mang đến tiếng cười và những năng lượng tích cực cho khán giả mỗi khi xuất hiện. Đến năm 2017, Long đẹp trai và diễn viên Viên Nga chào đón thành viên mới là bé Cỏ, con trai đầu lòng. Dù đường ai nấy đi, song cả hai cho biết vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để chăm sóc cho con. Chia sẻ về thời gian và quyết định ly hôn, Long đẹp trai đã trải lòng: "Chúng tôi ly hôn đã từ lâu rồi. Tôi với Nga dừng lại trong êm đẹp nên cả hai cũng không đăng tải thông tin. Tôi không muốn làm tổn thương Nga và ngược lại. Bây giờ chúng tôi gặp nhau thì vẫn là anh em, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ nhau trong cuộc sống." Hậu chia tay, trong khi diễn viên Viên Nga tập trung cho con đường nghệ thuật thì Long đẹp trai lại lộ hình ảnh nghi ngờ tái hôn, song nam diễn viên từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến đời tư. Ngay sau đó, diễn viên Viên Nga lại khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện trong trang phục áo dài cô dâu, đồng thời ẩn ý chuyện lên xe hoa. Diễn viên Viên Nga chia sẻ loạt ảnh phần áo dài đỏ kèm theo dòng trạng thái: "Em lên xe bông nha, cô út ống chề đã có người trước rồi nhé ạ." Bên dưới bài viết của diễn viên Viên Nga, nhiều bạn bè lẫn khán giả tỏ ra bất ngờ trước chia sẻ của vợ cũ Long đẹp trai. Thậm chí một số dân mạng còn trách móc đặt câu hỏi vì sao Viên Nga tổ chức lễ cưới nhưng lại không mời. Thế nhưng đây chỉ là bài đăng mang tính chất vui vẻ của diễn viên Viên Nga. Trên thực tế, đây là những cảnh quay trong một dự án phim mà nữ diễn viên đang tham gia, không hề có chuyện Viên Nga tái hôn lần hai.